Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Lính nga kể về kế hoạch đào tàu sang Ukraine. Tình báo Ukraine tổ chức họp báo, trong đó một binh sĩ nga kể rằng đã thả lựu đạn vào hầm chỉ huy, rồi đào tàu sang phía đối phương. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR ngày 20 tháng 8 đã tổ chức họp báo về một quân nhân Nga đã đào tẩu sang nước này. Binh sĩ trên có hồ hiệu Silver, từng đảm nhiệm vai trò phi công thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất RON FPV. Trong một đơn vị trừng giới Storm Z, lực lượng được Nga xây dựng từ các cựu tù nhân và binh sĩ vi phạm kỷ luật thường thực hiện các nhiệm vụ xung kích nguy hiểm trên tiền tuyến. Silver, 24 tuổi và đến từ vùng Serbia, cho biết anh đã vỡ mộng với chiến dịch của Nga tại Ukraine sau khi chứng kiến một số hành vi của đơn vị mình trong quá trình tham chiến. Do đó, đầu năm 2024, Silver liên lạc với quân đoàn tự do Nga, gọi tắt là FRL, nhóm dân quân thân Ukraine. FRL cho biết binh sĩ này trong nhiều tháng sau đó hoạt động như một nội gián, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về vị trí và hoạt động của lực lượng Nga trong khu vực. Các bên đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để đưa Silver đào tẩu sang Ukraine. Theo chương trình Tôi muốn sống, sáng kiến do chính phủ Ukraine thành lập để liên lạc với các binh sĩ Nga muốn đầu hàng. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, quân nhân này cho biết đã thả lựu đạn vào ống thông gió dẫn xuống tầng hầm, được đơn vị dùng làm trụ sở. Chỉ huy của Silver và một số sĩ quan Nga khác khi đó đang ngủ bên trong. Binh sĩ này kể lại có khoảng 15 người ở tầng hầm. Căn phòng này có một cái ống thông gió ở ngay phía trên giường của chỉ huy, ngay cạnh lối vào hầm. Chúng tôi quyết định sẽ thả một hoặc hai quả lựu đạn vào cái ống. Tận dụng tình trạng hỗn loạn, Silver đã trốn thoát theo tuyến đường vạch sẵn xuyên qua tiền tuyến và tiến được vào lãnh thổ do ukraine kiểm soát trong quá trình thẩm vấn quân nhân này đã cung cấp tin tình báo giá trị liên quan tới vị trí số lượng và kế hoạch tác chiến của lực lượng nga tại một số khu vực trên tiền tuyến theo phát ngôn viên của gur FRL sau đó đăng video quay từ camera giấu kín, được cho là ghi lại khoảnh khắc Silver thả lựu đạn vào tầng hầm. Video cho thấy một số người đàn ông mặc quân phục đang nghỉ ngơi thì vụ nổ bùng lên. Chỉ huy của Silver và một số sĩ quan khác đã bị thương nặng, theo thông tin từ FRL. Silver nói khi còn phục vụ trong quân đội Nga, anh chỉ làm nhiệm vụ trinh sát và chưa từng sát hại quân nhân Ukraine nào. Phát ngôn viên của GUR cho biết binh sĩ này đã trở thành tân binh của FRL. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đây không phải lần đầu tiên tình báo Ukraine tuyên bố thuyết phục thành công binh sĩ Nga đào tẩu sang nước này hoặc thực hiện một hoạt động phá hoại. Trường hợp nổi bất nhất là sự việc của phi công Nga Maxim Kuminov, người đã đào ngũ sang Ukraine cùng một trực thăng MI-8 vào tháng 8 năm 2023. Sau khi nhận được 500.000 đô la Mỹ tiền thưởng, Kuminov đã chuyển tới sống tại Tây Ban Nha, xong bị ám sát tại đây. Giới chức Nga từng công khai ý định muốn trừng phạt Kuminov nhưng không nhận trách nhiệm về sự việc. Cụ thể, sự việc này như sau. Ukraine tuyên bố dụ hàng phi công trực thăng Nga. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, tình báo quân đội Ukraine cho biết thuyết phục thành công một phi công Nga đào tẩu và giao nộp trực thăng MI-8 cho nước này. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin tình báo cho biết GUR mất 6 tháng để thuyết phục phi công Nga giao nộp trực thăng. Chiếc MI-8 chở theo ba người hạ cánh xuống khu vực miền đông ukraine hai thành viên còn lại trong tổ bay không biết về kế hoạch đào tàu và bị lực lượng ukraine vô hiệu hóa bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin trên trong khi đó, kênh Telegram Fighter Bomber của Nga cho rằng phi hành đoàn chiếc MI-8 bay lạc qua bên kia chiến tuyến và hạ cánh nhầm xuống căn cứ không quân Poltava của Ukraine. Khi nhận ra nơi mình hạ cánh, các phi công cố gắng cất cánh xong chiếc trực thăng bị bắn khi đang đỗ. Kênh Fighter Bomber cho biết, đồng thời nhận định chiếc MI-8 có thể bay lạc do lỗi hệ thống định vị và bộ thu phát GPS trên máy bay không hoạt động từ lâu. Ukraine từng cố gắng dụ phi công Nga giao nộp tiêm kích bom Su-34. Phi công này sau đó thông báo với Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã lên kế hoạch để đối phó. FSB vào hồi tháng 7 năm 2022 tuyên bố đã ngăn chặn thành công kế hoạch tuyển mộ của GUR và giúp quân đội Nga phá hủy nhiều hạ tầng quân sự của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine, SBU, hồi tháng 4 năm 2023 thông báo điều tra điệp vụ này. SBU cho biết nhóm của đặc vụ Ukraine đã tự ý thực hiện nỗ lực tuyển mộ phi công Su-34 Nga, bất chấp cơ quan này đã cảnh báo cũng như không phối hợp với các bên liên quan và để Nga nắm được thông tin để tung đòn phản kích. Trận tập kích của Nga nhằm vào sân bay Kanatova vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 đã khiến một chỉ huy thiệt mạng, 17 binh sĩ bị thương, hai tiêm kích bị phá hủy hoàn toàn, đường băng cùng trang thiết bị và nhiều công trình ở căn cứ bị hư hại nặng. Theo SPO, sau khi kết thúc điều tra, các đặc vụ liên quan sẽ bị bị truy tố vì tội phản quốc và hành động vượt quá quyền hạn. Ukraine thưởng 500.000 đô la Mỹ cho phi công Nga đào tàu. Ngay khi đó, tức là vào hồi tháng 9 năm 2023, tình báo Ukraine thông báo thưởng 500.000 đô la Mỹ cho phi công Nga lái trực thăng mi 8 giao nộp cho nước này theo kế hoạch dụ hàng vào hồi tháng 8 năm 2023. Phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, G.R. Andriy Yosov, vào ngày 5 tháng 9 thông báo thưởng một số tiền tương đương với 500.000 đô la Mỹ cho Maxim Kuminov vì công Nga được Kiev tuyên bố dụ hàng thành công vào hồi tháng 8 năm 2023. Số tiền này được chi theo đạo luật do Quốc hội Ukraine thông qua vào tháng 4 năm 2022, trong đó hứa thưởng tối đa 1 triệu đô la Mỹ cho quân nhân Nga mang theo thiết bị quân sự đào tẩu sang Ukraine. Mức tiền thưởng thực tế phụ thuộc vào loại khí tài được họ mang theo. Phi công Kuminov là người đầu tiên được công bố nhận thưởng theo đạo luật. Ông Yosov kêu gọi các quân nhân Nga làm theo Kuminov và chuyển phe sang Ukraine. Trong video phỏng vấn được GWR công bố vào hôm 4 tháng 9 năm 2023, Kuminov cho biết anh đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tẩu và mang theo trực thăng mới 8. Trong một chuyến bay, tôi nhận ra rằng mình đang ở gần giới tuyến và quyết định thử, Kuminov nói trong cuộc phỏng vấn. Tôi bay ở độ cao cực thấp và tắt hết thiết bị liên lạc. Không ai biết điều gì đang xảy ra với tôi lúc đó. Theo Kuminov, trực thăng của anh đã bị bắn khi bay qua giới tuyến khiến anh bị thương người ở chân và cánh tay. Kuminov sau đó bay tiếp khoảng 20 km và hạ cánh xuống địa điểm hẹn trước với tình báo Ukraine. Kirill Budanov, lãnh đạo GUR, cho biết có hai quân nhân Nga khác ở trên chiếc MI-8 cùng với Kuminov vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tàu của Kuminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở Ukraine buộc lực lượng nước này phải vô hiệu hóa. Theo Budanov, gia đình của Kuminov đã được đưa tới Ukraine trước khi phi công Nga thực hiện kế hoạch đào tàu. Một nguồn thảo tin Ukraine cho biết chiếc MI-8 được mang tới trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ được lực lượng tình báo kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho quân đội Ukraine. Giới chuyên gia nhận định chiếc MI-8 có thể mang lại nhiều thông tin giá trị về kỹ thuật cho Kiev. Do đây là một trong các phiên bản mới nhất của dòng này, Cậu UR cũng cho biết Kuminov đã cung cấp các bằng chứng, giá trị về mạng lưới sân bay, hệ thống thông tin liên lạc và hàng không của quân đội Nga. Ukraine năm 2022 cũng từng cố gắng thuyết phục một số phi công Nga đào tẩu và giao nộp tiêm kích bom Su-34, nhưng cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã phát hiện kế hoạch dẫn tới việc nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine bị máy bay Nga công kích và phá hủy. Cơ quan an ninh Ukraine SPU vào hồi tháng 4 năm 2023 cho biết một nhóm đặc vụ Ukraine đã tự ý thức thực hiện kế hoạch dụ hàng phi công Su-34 Nga, bất chấp cảnh báo của SBU, thêm rằng những quân nhân này bị truy tố về tội phản quốc và hành động vượt quá quyền hạn. Và như thông tin ở phần trên chúng tôi đã đưa, sau khi nhận được 500.000 đô la Mỹ tiền thưởng, Kuminov đã chuyển tới sống tại Tây Ban Nha, song đã bị ám sát tại đây. Giới chức Nga từng công khai ý định muốn trừng phạt Kuminov, nhưng không nhận trách nhiệm về sự việc.